Thì bây giờ con với Tám đã tới xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang, cả nhà, đến nhà của bà Hai Cúc á, để xem bà Hai và ông Hai sống làm sao á cả nhà. Bây giờ thì theo chân con với Tám này. Dạ con mới tới ông Hai bà Hai ơi. Dạ con mới tới ông bà ơi. Con ngồi đó đi con. Con ngồi có cái ghế mọc này à. Dạ. Ngồi đi con. Dạ. Dạ dạ. Vậy 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 bà ngồi kế ông đi. Dạ thầy. Ông mấy cô cũng vậy hả? Dạ không. Dạ không phải phóng viên mà. Thì con bên ngồi lại. Bên kênh YouTube. Con. Dạ. À, bà yếu rồi ông còn khỏe. Rồi ông bà sống ở đây có hai ông bà có con cháu không? Hai ông bà. Giờ mình có con gì không bà? Có mà đứa con đi mặn hết trơn á. Đông không? Con đông không? Đứa một hả? Có một. Đứa một hả? Ừ. Vậy ông bà sống nghề gì? Cũng người ta ấy già giờ đâu có gì đâu mà giống như đâu có làm gì mà không gì được. Nói chung ra cũng bà con sớm ghê cho gạo thóc để ăn chứ đâu có mặn gì. Giờ giờ à, yếu rồi. À, ông yếu ha. Yếu rồi, bà cũng yếu rồi. Vậy ông cũng đi mặn. Nói chung ra thì đi mặn lục lỗi rồi đâu có mặn gì mướn gì ai được. Dạ. Dạ. Hình như ông nuôi gà vịt vậy dưới sàn đúng không? Không, có mấy đứa cháu. Đứa cháu hả? Cháu. Nhưng đâu có mua nuôi gì. Dạ. À, mấy đứa cháu nó nuôi. Đó, nó cho gạo cho con. À, cái này gạo với mì ai mới cho hả bà? Cho gầm rồi đó. Gầm rồi đó. À, rằm tháng 7 đó hả? Ừ. Dạ. Chị rồi mùa nước này mình cũng vậy là ông không có làm gì được nổi chứ hả? Có đặt ba gặp chuột đó. Đặt gặp chuột hả? Có ai để đây ai mua mình bán như mình bán tại nhà hả? Sống bữa nhóc thì đâu bữa được ký thì đâu là có thì có mua chứ có nhiều. Sức khỏe bà vẫn tốt hả bà? Sức khỏe bà tốt nhưng bà yếu hai cái giò. Đứng thì gượng dịnh lên đi tới lui trong nhà được chứ đi xa thì không được. Thế giờ tốt vậy mà đi không tới đâu. Yếu ừ yếu ở đây nè con. Nó ngồi là ứa giò giò đầu gối. Cái này mình cắt cái nhà này tập mấy xong mà hả bà? Chập mấy xong nhà này cũng như là con cháu kia nó xin cây có gì cắt cho hai chồng che đỡ đặng mà ở chứ đâu có nhà cửa gì xin cây rồi mới mới rồi cắt chứ con cháu vậy này nè. Ủa rồi ở đây mình sinh hoạt tắm rửa rồi ở đâu con không thấy nhà tắm là xuống cầu dưới đó. Đâu có cầu cầu bến á. Ông đi được, còn bà thì ông á. Bà thì xách nước là cho bà tắm đi. Vậy là mình xài nước với con kênh này hả? Ờ, dạ nước kênh nè. Cái đây không có nước sạch. Ở đây nước sạch chưa vô hả? Chưa vô đó. Ở đây mình khoan giếng được không? Chắc được nhưng mà đâu có ai đâu khoan. Bây giờ nó xài nước cây không có nước. Mà đa số ở đây là nói chung ra là xài nước sông là nhiều. Cái xưa xài nước sạch, sạch ở ngoài đường lộ á nó có. À, nó sạch chưa vô tới đây ha? Chưa, mày mắc quá à. Chưa có lại tới đây. Dạ. Rồi điện thì có nhưng mà nó... Không, mà điện á thì xài cũng ké, cháu cho nó cho ké đó. Con như đây mà nó cho ừ. Đây. Cho đó. Cho đó thì đỡ buồn luôn. Điện có thì là xài ké đồng hồ điện của người khác thôi mà. Cháu mà. Cho coi đỡ buồn. Cháu nó cho. Vậy là con nghĩ nếu như mình ở đây đất này cũng cao mình phải ăn được cái giếng đó, thì nó hay hơn. À. Dạ. Đây cũng liền xong. Con cháu nó cũng bơm cho xài nữa con. Nói chung ra đây công kinh rồi là ta ít xài vào đâu vụ đó. Nhà nó hôi phèn này kia nó ít xài.
Bây giờ sợ ai cũng yếu giò thôi con ơi. Tại lớn rồi đó bà. Chân mình nó cũng yếu. Nào chơi coi giò giò đầu gối vậy, đứng lên thì hơi khỏe. Còn con làm biến thì lết. Hôm nay con đến thì con thăm ông với bà ha. Dạ. Sau đó thì con thay mặt Mạnh Thường Quân, con sẽ trao cái bao thư là 500 ngàn cho ông với bà nha. Dạ. Cảm ơn cô lắm nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Có nói về chung là có ai chỉ có bà chú Lĩnh là mừng lắm. Cái cô bên dạ sau. Mà. Dạ. Cũng cảm ơn Mạnh Quân với mấy cô nha. Nhiều quá. Cái cô bên sông chỉ con mới biết nó là dạ. Ông với bà sống con mình hà ở trong đồng nữa. Đây là 500 ngàn nha bà nhận giùm con ha. Dạ dạ dạ, cảm ơn mấy cô. Dạ. Cái chú này thì chú bên Mỹ chú gửi về đó là tặng cho một hộ là 500 ngàn. À dạ. Rồi cô để vô đây. Dạ dạ, bà để vô đó ha. Là giúp đỡ lắm. Dạ. Ông với bà sống cũng nhờ người này người kia cho đồ. Đúng rồi. Cũng cho đồ đã ăn. Dạ, cũng nhờ. Có đồ ấy rồi mấy cháu kia quên lại cho ăn. Mấy cô đi những người cho. Dạ. Dạ, vậy thôi ông với bà nghỉ ngơi đi ha. Có xin phép con chị. Cảm ơn nha. Dạ dạ dạ. Ba ông cô đẹp quá. Cô nào cũng đẹp mà chị dễ thương. Nhỏ cầm mà gà nó đẹp con già rồi. Cô nào con ấy cũng đẹp mà nói chuyện dễ thương. Bà già rồi. Dạ. Cô 71 rồi con. Thấy bà lớn mà bà vui vẻ. Tại vì khỏe mạnh hoài hả bà. Bà thì trong người khỏe, ăn cũng được, ngủ cũng ngon con. Dạ. Ngặt có hai cái chân. Bà có bệnh gì trong người không? Không. Chân nó bà nổi hay không hả? Ừ. Nó đầu không? Đẹp vậy. Từ nó khỏe mạnh lắm mà ngặt có một cái giò yếu luôn đó, ngồi thể dục mình vậy ha thì gượng đi được, còn không lết ra đó bữa láng hết rồi nè. Dạ. Ừ, bà ở có nhiêu chứ bà, nhờ bà sạch hơn nó ăn lứt khỏi lao lết tới lết lui vậy chứ đi đâu vậy con. Dạ. Ở đây con cháu nào cũng đi mằng hết á, chiều xế mới có về. Cái chân bà có thấy hình như hơi teo, bà có đi thử hơi tiểu đường không? Bà không có thử con. Nãy giờ không có thử hả chứ? Không bà... Con thấy nó hơi teo nè. Gì hả? Dạ, thường thường là tiểu đường nó hay bị tay chân. Ừ. Mà... bữa nào bà có đi có đợt ở xã ta về ta khám đó. À. Bà ra bà khám xem cây nó. À. Dạ. Cái đó nó gần sao teo vậy thôi chứ trong người nó không sao phải không? Nó tự gan á. À. Nó tự gan với nó biến chứng nữa. À. Tiểu đường nó biến chứng đó. À. Dạ mình phải ăn theo cái liệu trình của nó nữa. Dạ. À. Đường là đường ăn riêng nữa. À. Dạ. Vậy bữa nào bà có dịp đó thì bà đi khám ha. Dạ. Dạ dạ. Mong ơn mấy con, cái cô không có biết. Dạ. Thấy như vậy rồi như vậy. Nhưng cha là dòm thì thấy sao nó cũng như bình thường. Nó yếu, nó gút từ từ. Dạ. Yeah. Đầu cái chân bà nó sẽ yếu. Dạ. Yeah. Dạ, vậy thôi tôi sẽ phép không bà nha. Không về luôn không bà. Dạ. Ừ, mấy cô nha. Dạ. Rồi. Cho nhiêu già cũng sống một thời gian. Dạ. Thèm gì mua ăn. Dạ, dạ, thèm gì mua ăn đó. Ở đây trong đồng có thấy có bán gì đâu ạ. Cháo đồ đi chợ thiếu gì gửi. Ờ gửi nha, gửi nha đi cháu. Ừ. Dạ dạ. Cảm ơn ba cô. Dạ dạ. Cô nào cũng dễ cưng hết. Cô nào cô nấy cũng dễ cưng. À, thì cả nhà ơi, thì hôm nay đó mình có dịp qua huyện Chợ Mới ở xã Long Điền B. Xã Long Điền B thì mình trao tiền cho gia đình của Nam Sách, thì vô tình mình biết được là nhà của chị Xuyên hả, chị tên Xuyên phải không, nhà của chị Xuyên thì chị đang bán trái cây trước cửa nhà của ông bà Năm, thì chị vừa bán mà vừa chăm đứa con
Đứa con thì bị bệnh. Chị bé bị bệnh gì vậy chị? Bại não. Dạ bé bị bại não hồi nhỏ, sanh được 3 tháng rưỡi bị bại não. Vậy hả? Dạ. Bé tên gì chị? Bé tên Phương Quỳnh. Bé tên Quỳnh. Quỳnh. Dạ tên Quỳnh. Là 15 tuổi rồi đó, 15 tuổi mà không biết nói chuyện, không biết nói, không biết đi. Rồi ăn uống không biết, nhưng mình phải đút. Nó không có đòi ăn. Thì ở đó thì không biết bịch baby suốt vậy đó. Là hàng tháng khoảng 500 ngàn tiền baby á. Ờ, ăn cơm thì cũng đổ lắm, ăn cũng ít, không có được như người ta thì múc ra ăn vậy đó. Rồi không có nói, không đi gì chứ. Không kêu ba kêu mẹ gì hết. Ừ. Thì không có tự sinh hoạt được thì mình làm cho nó thôi. Nhỏ lớn hay gì chị? Dạ, 3 tháng nữa là bị sốt luôn não, tới giờ là 15 tuổi đó mà không biết gì hết. Cũng khổ, gia đình thì cũng đủ ăn thôi. Ừ, ở đây phụ quán tiếp rồi đang tiếp nuôi hai đứa em đi học. Còn hai đứa em đi học? Dạ, còn hai đứa em đi học. Vậy hả? Dạ. Chị còn ba của bé. Dạ, còn ba. Ba thì... Ba của đứa bé này nè. Dạ, ba đứa bé đi mà mướn thì ai mướn thì làm nấy. Thì gia đình cũng đủ ăn chứ cũng còn hai đứa em. Thì nó là lớn đó, nó 15 tuổi lớn, còn bé kế thì đứa học lớp 7, đứa học lớp 4. Dạ. Vậy hả? Dạ. Thì nói chung ai mướn về bằng nấy thì cũng đủ sống. Chứ thì cũng hơi khó khăn chút xíu. Giờ một ngày chị bán trước cửa nhà bà Năm thì là thu nhập năm cài được nhiêu? Vài chục ngàn thì chứ đâu có nhiều đâu. Vài chục ngàn kiếm lời vài chục ngàn thì chứ đâu có được nhiều. Bán cho chút đỉnh, cái chuối này kia với cam chút đỉnh vài chục ngàn. Dạ. Thì ông xã chị làm ngày được nhiêu? Được trong ngoài 200 hả, mướn thì cửa nào làm thì có tiền, không có làm thì cũng không có tiền, để dân lưới ăn. Kiếm cá ăn chứ đâu có tiền nhiều. Cũng như ngày nào không thất nghiệp thì đi ăn lưới kiếm cá. Còn bữa nào thì có làm thì ngày trăm mấy 200 à. Cũng đủ sống. Chứ thì nói chung thì mướn gì làm nấy đó. Cũng không có công việc suốt đâu. Cũng như thất nghiệp hoài. Cũng như mình bằng mướn lao động tự do mà. Đâu có vô công ty được. Ai có kêu quá thì mình có sở làm. Dạ đúng rồi. Còn ngày nào không kêu thì mình ở không. Ở không ở nhà đi kiếm cá, giăng lưới rồi kia bắt cua bắt ốc rồi kia ra. Thôi thì hôm nay thì em qua nhà bà Năm vô tình em cũng biết được bé. Thì thôi bây giờ em sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân ha. Em trao là bao thư là 500 ngàn nha chị. Dạ. Cho bé. Dạ. Cho bé tiền ăn sáng. Dạ cảm ơn con. Dạ. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn. Lấy không chị? Lấy con cô cho nè. Cho tiền luôn nè. Lấy đi, cô giỏi rồi nha. Cô cho đó ăn bánh nè. Đưa vào thư không lấy. Dạ cảm ơn cô. Dạ, dạ cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn. Dạ cảm ơn các cô luôn. Dạ. Dạ. Thì thôi em cũng chúc cho chị với bé, cho bé thì mau hết bệnh ha. Chị thì có sức khỏe để lo cho bé nha. Thì nó bệnh thì bệnh dị hoài luôn đó, cho tới chết luôn đó, chứ nó không có hàm không mạnh nữa đâu. Tại hồi đó kêu đi tập trị liệu cũng không có tiền đi, bỏ đi luôn đó. Đói luôn, đâu biết kêu đâu. Không không biết kêu, cũng như là tới giờ mình ăn thì nó ăn đó, chứ không có biết kêu mẹ đó bụng hay gì đó. Không có kêu ba kêu bà, biết mình tới giờ mình ăn thì nó ăn đó, chứ nó không có biết mà tự động mà lo cho nó cái gì chứ. Nói chung vệ sinh cũng không tự lo được, bịch baby không suốt. Dạ cũng cảm ơn mấy cô. Dạ. Thôi em cũng xin phép chị dạ. Em về nha. Dạ. Dạ cảm ơn mấy ba cô. Em về luôn chị ơi.